Hôm nay ngày 7 tháng 9 mình chào anh chị chú bác đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có một mấy món đồ nghề với một số đồ pin, mình có một số đồ pin thanh lý ha. Cũng có mấy cái món đồ điện mình thanh lý ha. Thì anh em nào chọn sản phẩm nó phù hợp thì vui lòng nhắn tin chốt hàng cho mình nha. Hôm nay mình đăng cái clip này chắc cũng hơi là khuya tại vì nó dài á. Đó. Thì anh em xem kênh thì thấy sản phẩm nó phù hợp thì nhớ bấm đăng ký kênh để mình có những video mới cập nhật tới anh em ha. Đó thì mình anh em vui lòng nghe rõ cái hình thức mua bán giúp mình ha. Một là chuyển khoản, hai là ship COD. Chuyển khoản thì mình bao ship hết tất cả món đồ dù nặng dù nhẹ nha. Còn ship COD thì anh em vui lòng đặt cọc cái thẻ cào 50 giúp mình ha. Rồi mình vô vấn đề chính. Đầu tiên là một cái kìm kìm gấp phe của hiệu gì nè, đó, giá bán là 150k, lát mình sẽ quay hiệu sau cho anh em coi nha. Đó, giá bán 150k. Thì hai cái đầu này là nó có thể thay ra thay vô nha, cái này lấy nó dính dơ luôn, mới lấy được sáng luôn ha. Đây thì tổng chiều dài nó là 17,5 ha. 17,5. Đó, thì hiệu nó đây ha. Của KTC ha. KTC hiệu đây. Đó. Răng cộn nó thì còn mới không có mẻ luôn. Cái con này được một cái là không có mẻ miếng nào hết. Đó, răng cộn nó còn ok banh ra ha. Có lò xo cộng lực ha. Đó. Thì cái mở phe này mình sẽ đo coi nó bao nhiêu ly nha anh em. Cái mở phe này mình sẽ đo coi bao nhiêu ly ha. Đó, cái này là nó khoảng 2 ly ha, khoảng 2 ly. Thì cái này giá bán cái số 1 này là 150 nha anh em. Đó anh em mua hàng mua lòng nhớ ngày với mình nha. Số 1 giá bán 150 cho kịp. Mở phe của KTC ha, số 1. Đó, cao su còn nha, dính dơ vậy có thể anh em có thể chùi ha. Số 1 giá 150 nha. Đó thì anh em chọn sản phẩm vui lòng nhớ số rõ ràng giúp mình ha. Rồi đây là một cái kéo tỉa số 2 giá 150 ngàn nha. Đó. Kéo tỉa lá. Cũng còn trong bị mới chưa xài luôn ha. Đây, hiệu nó đây ha. Đó, ít 2.000 gì ha. Đó, còn tem bọng luôn ha. Đó, hiệu con chim, con dâu gì, con chim gì ha. Đó. Thì cái này nó có chữ Nhật ngay đây. Đó, với cái số 2X gì đây ha. Anh em nhìn lưu ý nhìn là cái hình nó cong nha. Đó, cong vậy ha. Đó, thì cái này có tổng chiều dài của nó là 15,5 ha. Đó thì mình sẽ mở ra mình bóp thử cho anh em coi ha. Đây có lò xo cộng lực ha. Răng cậu rồi mới tinh. Mới chưa xài mà. Đó. Thì cái này có giá bán là 150 cho cái số 2 ha. Rồi kéo tỉa lá ha. Em nào chơi bonsai thì sẽ dùng tới mấy cái này ha. Rồi số 2 giá bán là 150 ha. Rồi số 3 là một cái dồi hút thổi nè, hiệu Techco Made in Japan nha. Một đầu hút đầu thổi nha. Đó, đầu hút đầu thổi. Đó, con này thì có đế gà sẵn luôn, cũng còn khá là mới. Dính dơ nè, chưa chùi luôn. Đó. Mắc G11 trên đây còn cái tem nữa ha. Đó, Made in Japan đàng hoàng. Thì cái đầu này có đường kính là nó 20 ha, cái đầu dưới nó bự hơn, 25 ha. Cái đầu này có hình như có thể dặn ra dặn vô được ha. Có đầu sẵn luôn. Thì con này mình cũng bán, đây là cái móc để anh em làm móc gì treo lên ha. Đó, tổng chiều dài luôn tới cái đáy nó là 16 ha, chiều ngang của cái nòng này là 14 ha. Rồi cái này còn khá là mới, cái số 3 mình bán giá là 350 nha. Rồi số 4 là một cây thước này mình bán giá 180 ngàn nha nè. Cái này của thương hiệu Tajima mà nó bị mắc tem mà nha. Đó. Số 4 giá 180 ngàn, đó, đây có tem của Tajima nè. Nhưng mà trên đây là nó Tajima 2 mét thì giao băng đều mà ha. Thì anh em có thể chỉnh độ cái bàn thước này được ha. Đó, muốn dặn nó bao nhiêu độ thì cái thỉ này nó sẽ chạy ha. Đó thì anh em lấy thước thì nó sẽ đều cỡ nhau hết ha. Cây này khá là bự. Đó, nó chỉ vậy thôi, không có 500 hết gì ha. Nó là 25 nè ha. Đó, chiều cao của nó là 12 ha. Đó. Đó, cái bàn thỉ nó thì cũng còn ok, dặn đây nha, nút dặn nha. Đó. Tới đây là hết. Đó. Mà anh em dặn ngược lại muốn dặn lẹ thì anh em dặn trên đây ha. Đó. Đó thì cái này có giá bán là 180 ngàn cho cây số 4 này ha. Thuốc thủy có xây độ ha. Đó. Rồi số 5 là một cái con dao để đi anh em đi phượt hay là móc khóa nè.
đó. Con này hình như là hàng của người ta đặt hàng nha anh em. Đó, có hai cái ngôi nhà còn khá là mới á. Đó, KOL nè ha. Đây thì con này nó 6 mà 7 món gì á. Bên đây nó có 2 món nè, 2 món với 5 món bên đây ha. Là 7 món. Là một cái con dao nè, cực kỳ bén nha, còn khá là mới luôn, cái này còn khá là mới luôn á. Đây, hiệu nó đó anh em nhìn ha. Victor Pilot Wedding England ha, đó. Ha. Đây. Con này có dít dẹp ha, dít dẹp luôn nè ha. Đó. Thêm một con dao nhỏ nữa ha. Thì cái này là cái gì? Đồ khui bia, khui cá hộp gì ha. Dưới đây là một cái kéo cực kỳ bén nha, này cái này bén nha. Kéo nha, kéo nè, đó, kéo này, cái con này size lớn ha. Đó, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 món ha. Đó, cái này còn khá đẹp, khá mới luôn á. Đây. Cực kỳ bén. Thường thường mấy con kia là nó có cái mọc logo ở đây ha. Đó, con này cái đầu khui xem banh với lại một cái cưa cái lẹm gì đây ha. Đó. Thì cái này cái giá bán là 250 ha cho cái món này. Đây, đó, bên đây phần bên đây của nó ha. Đó. Đó, thì cái này có cái móc để anh em làm móc khóa luôn ha. Cái này là hàng nó đặt hàng nó làm riêng hay gì, nó có hai cái ngôi nhà lầu ha, dưới chữ đây. Rồi thì cái này số 5 giá bán cái con dao này ha. Của Thụy Sĩ ha, giá 250 nha, số 5. Rồi số 6 là một cây thước nè. Cây thước này 20 m nhưng mà nó có bị lõm lõm bên trong với nứt miếng, mình bán thanh lý là 200.000 ha. Mua 250 bán 200.000. Tại vì mua ở ngoài bãi đâu kéo được đâu anh em. Ủa da mét da băng nào vậy ha? Da mayo nè ha. Đó, da băng đàng hoàng. Cái này bằng thép nha nè. Đó. Chữ này nó bắn laser nha. Nè, Tokyo da băng ha. Chữ này nó bắn laser như vậy nha. Đó, trên đây. Dưới đây là họ dòng chữ nè. Đó. Đây nè. Chữ này nguyên tất cả các cây là nó như vậy nha. Nó bắn laser nổi nha nè. Đó, mình rờ vô đây là thấy rõ ràng ha. 5 m. Cái này mình sẽ kéo ra mình chỉ khuyết điểm cho anh em coi sao ha. Đó, cái này có một khuyết điểm nó bị nứt ngay đây thôi. Đó, ngay đây một chút xíu nha. Đó, ngay đây chút xíu ha. Đó, khoảng cái khúc này là khoảng mét mấy, 2 m nè. Đó, nứt đây chút xíu nha, anh em nhìn rõ nha. Đó, nó nứt chỗ nào thì mình sẽ chỉ cho anh em luôn nha, chưa tới một nửa đâu nha anh em. Đó, thì mình sẽ chỉ rõ ràng cho anh em coi hết ha, khỏi cái thắc mắc. Nếu mà anh em nào sợ bị lừa thì bỏ qua cái này giúp mình ha. Ở đây có một khuyết điểm nè, cái dấu này thì nhỏ à, còn như tất cả là ok hết ha. Dấu này thì nhỏ đó, đây là chữ nó cũng còn nó có màu này ha. Đó, bắn laser nổi rồi, đây thấy cộm luôn ha. Đó, đây mình có ha, chỉ cho anh em luôn rồi ha. Đó, thì sẽ quay vô cây này 20 m nha. Cái này nó bằng thép hay bằng cái gì nha anh em. Đó, mình sẽ quay vô ha. Đây, cái này tốn thời gian, hơi tốn thời gian tí thôi. Đó, quay vô. Ok, nó chỉ có hai khuyết điểm đó thôi nha. Thì thước 20 m anh em xài khoảng là nó 19 m thôi nha. Chứ mà xài quá thì nó hư. Cái cây này nó lọt, sẽ lọt vô cái lỗ này ha. Lát lấy cái kìm tọt lại cái lỗ này ha. Đó, để chặn lại thôi chứ không có gì. Cây này còn đẹp nhưng mà nó bị nứt ha. Đó, bán thanh lý lại lỗ. Lỗ 50.000 với lại tiền ship ha. Đó, cây này cực kỳ nặng ha. Cái hình tròn, bán kính hình tròn của nó nè, 105 ha. Rồi số 6 này bán giá 200k ha. Rồi số 7, số 8 nè, là hai cái mỏ hàng. Đó, mình sẽ cắm số 8 vô trước ha, điện 100V nha nè. Con này 120, mỏ hàng sung nè. Còn cái này, mỏ hàng này là để anh em hàng mũ ha. Cái này nó có luôn cái thùng, mình bán sẽ bán luôn cái thùng cho anh em ha. Đó, cái thùng này anh em để đựng đồ nghề cũng được ha, Tokyo, Osaka gì ha. Thì mình sẽ đo cái thước cái thùng trước cho anh em coi ha. Thì nó đây là nó khoảng 29 đến 30 ha. Đó, chiều cao lên cái mô này đó, nó là 11 ha. Đó, thì chiều ngang của nó là 15 ha, 15 16 ha. Đó, thì bán luôn cái thùng vậy ha, giá 350. Đó, đây cái món hàng để anh em hàng mũ ha. Nó có tất cả là 1 2 3 4 đầu nha. Đó, 4 đầu nè ha, 4 cái đầu nó để anh em hàng thiết bị mũ nhựa ha, nhựa mũ xe ha, hay là mũ gì đó mình cũng không có rành lắm. Đó, nè, một cái đẩy nè ha, đó. Đó, cái này nè, mình bữa mình có thử nó đen hết. Đó, với một cái cào ha. Đây, một cái con dao cắt.
dao cắt ha, nó giống như dao cắt ha. Đây cũng vậy nữa, một này cái này hình dạng này giống như cũng cắt mà có bào ở giữa ha, bốn cái luôn ha, trong hộp luôn ha. Đó thì mình sẽ bán chung vậy luôn ha. Đây là cái món hàng này nó có bị nứt nha anh em, nó mới quắn keo lại tí nè, nứt cái dưới đưa đùi ha, nó mới quắn bên đó, nó quắn luôn, mình cũng chả có quắn gì ha. Đây đừng có nứt miếng nè, thì anh em nào không xấu ngoại hình thì có thể mua cái này xài, tại vì cái thùng này, riêng cái thùng này bán cũng được khoảng 200 rồi ha, thùng này còn khá mới đẹp đó. Hiệu ở đây ha, 100V công suất 35W, chữ Nhật gì đây ha, băng keo này nó quắn luôn mình chứ không có quắn nha, về còn chưa gỡ ra luôn đó, nhưng mà mình bao với anh em là sống ha. Cái này mình sẽ test, mình gửi qua Zalo sau ha. Đây nút bóp nó ha, nút bóp đó. Đó đó, thì mình sẽ test, mình gửi qua Zalo sau, tại mình tháo cái mũi ra rồi nha anh em, tháo cái mũi ra rồi đó, thì mình đây mình không có cắm điện con này đó, bao với anh em là sống ha. Cái thùng này còn khá đẹp. Rồi cái số 7 này bán giá 350 nha, lóc nè, đó, bót nè ha, chữ nè, đồ quá trời, số 7 ha, giá là 350, đó, thùng này còn khá là mới ha, dưới đây có số, có hiệu gì nữa ha, đây, đó, có vài sách đồ, đàng hoàng ha, móc dài, đó, thì cái này số 7 mình bán giá là 350 ha. Rồi số 8 là một cái mỏ hàng sung, cái này anh em cắm điện rồi, nó nóng phải bóp lúc này ha, mà đặc biệt cái này nó bị hư cái bóng đèn không cháy ha. Đó, anh em nhìn cuộn đồng nữa hay gì nó chét ha, nó mà đây nó dính dơ nè, xét tiếng thành đây cũng vậy ha. Đó, mình cũng chả vệ sinh luôn. Đó, trên đây thì có quyền dòng chữ nữa ha, quyền dòng chữ nữa luôn, nó có một mũi một duy nhất. Đó, về là mũi anh em này có thể làm được mà đó, 260 đến 200 nè không, đó phép led gì ha. Đó thì cái con này điện 120V nha, 60 hạt 2,5A nè ha. Ở đây có dòng chữ, dòng hiệu nữa ha, mình bóp vô cái này mình nghe nó nhảy nè ha, đó là nó sẽ chạy ha anh em ha. Rồi cái này mình cũng sẽ test, mình gửi qua Zalo cho anh em coi sao ha. Cái này có giá bán, cái mỏ hàng sung này số 8 là giá 500k ha, số 8 giá 500k. Mình bóp một hồi là nó sẽ nóng nha nè, đó để anh em hàng đó, hai bóng đèn mắc hơn cái mà cái này không cháy, nó chắc bị đứt luôn quá. Mình bóp tí xíu là nó đã nóng rồi ha. Đó thì cái này có giá bán là 500k ha, cho cái số 8. Số 8 giá 500 ha. Rồi số 9 nè. Số 9 thanh lý đầu pin ha. Số 9. Số 10. Số 10. Đó, số 11. Con này cũng thanh lý luôn. Rồi con này cũng thanh lý luôn, số 12. Rồi. Số 13. Số 13 là cái thùng pin ha, pin cũng thanh lý luôn. Số 13 nè. 13 thanh lý thùng pin luôn ha. Đó. Rồi thì số 9 ha, số 9 mình tới số 9 nè, là một cái máy cưa mang guitar gì ha, còn hoạt động nha anh em. Đó, bàn đồ hình như còn đầy đủ cỡ. Đó, bẻ là bẻ xuống được, nhưng ở đây nó hơi bị cong miếng nè anh em nhìn ha. Đó, cong miếng bàn cong vậy, có thể anh em muốn bẻ là ha. Lưỡi nó lưỡi cắt gỗ nha anh em. Đó, lưỡi cắt gỗ còn riêng trong nó luôn nha, mình không có gỡ gì hết. Đó, bán thanh lý nó còn chạy mà. Thanh lý con này giá 300. Đó. Thì mã hiệu nó gì ở đây ha. Mã hiệu nó Magita nè ha. SS nè, 540D ha. Hơi chói, SS 540D ha. Đời này nó không có ghi made in China hay made in Japan, vậy là của Nhật ha. Đó. Đây mình khi mình bóp mình sẽ đẩy công tắc an toàn này xuống nó mới chạy nha nè. Đó, thắng có luôn ha. Đó. Đèn led có luôn ha. Đó. Thanh lý ha. Để lâu quá chặt nhà, mua lâu để lâu chặt nhà ha. Anh lấy cái cưa số 3 này, có than nha anh em. Than rời nới đít ha. Số 3. Ơi cái số 9 giá 300k ha, thanh lý cái máy cưa. Số 9 giá 300k ha. Rồi số 10. Số 10 là một con Hitachi thanh lý luôn, giá 150. 150 ha, còn chạy ha. Đó, còn chạy luôn.
mình sẽ mượn pin mình test thử rồi. Còn chạy nó thì về anh em lấy phụ tùng, lấy motor, lấy cò rồi ha. Con này thì ngoại hình cũng xấu, đây nó có khoan con ốc gì nè, mình đi dấu cộng đây ha. Đó, con này 12V nha, pin trọt 12V thanh lý luôn ha. Đây còn chạy ha, có thắng luôn, giá bán thanh lý con này luôn nha. Rồi, giá 150 ha, số 10 giá 150. Con này thì Hitachi mã hiệu ở đây ha, FC12D ha, Hitachi 12V. Đó, ngoại hình nó có vậy. Con này thì bàn còn đầy đủ nè, mà không biết có bẻ lên để xuống được không, chắc được quá. Được, đây được, được, được. Đây ha, thì anh em lấy motor, lấy cò, lấy gì ha, có hư phụ tùng thì lấy ha, cùng mã thì lấy. Rồi, số 10 giá 150.000 ha, thanh lý. Rồi, số 11 là thanh lý cũng con này luôn, 24V nha anh em. Đời cổ nhất, mình thấy cái con này như đời cổ nhất của Maita. Nó có cấp phan, phan trượt nè. Con này thì có số 1, số 2 luôn ha. Nó 16, 18 cấp phan gì với một cấp bắn dít ha. Đó, thì cái này mình sẽ test chạy nha. Cái đầu nó mình chưa có dặn luôn nè, nó đang bị dính hay gì nè, mình chưa dặn luôn ha. Đó. Về thì anh em có lấy phụ tùng gì lấy ha. Hay là đóng pin lên xài, con này than rời nha, cực kỳ nặng, 24V. Nó Makita. Đây, motor hiệu nó nè, DF460D nè ha. Đó, thì tem đây nó có xấu tí ha, cấp được còn nhẹ nhàng. Con này mình sẽ test chạy, mình gửi qua Zalo cho anh em coi ha. Đó, thanh lý luôn. Cái này vỏ pin nha, vỏ pin Niken 24V. Rồi, số 11 thanh lý giá 300 luôn ha. Rồi, số 12 là mỗi con cưa Bana thanh lý luôn ha, Panasonic. Con này tem đẹp nè, EZ4542 ha. Con này thì nó còn chạy nha, nhưng mà cái chân đế này nó bị gãy à. Về anh em có thể cắm dắt thay hàng lại ha, còn hoạt động ok. Đó, Panasonic ha, made in Japan đàng hoàng luôn. Đó, bàn nó thì còn luôn ha, còn nhưng mà nó bị cong nha nè. Đó, cong dưới đây nó có cái lỗ gì mà không biết, à lỗ cái lỗ nó dán keo gì. Lỗ này không phải là gãy hay mất ha, nó vậy ha, bàn bị cong. Cái này có thể lấy vỏ rồi ha, nút đè để thay lưỡi ha, còn hoạt động á, bấm lên thì nó còn sẽ còn chạy ha. Còn cục pin này mình test đây, à, chạy mà nó chớp chớp đèn nha nè, đè công tắc xuống mới chạy nha. Đó, đó, thì khi nó không có chừng tín hiệu đó thì nó sẽ báo, chớp đèn báo ha. Đó, đó, chớp đèn báo, có đèn luôn nha, còn đèn luôn nè. Đó, tắt đèn đó, tại vì nó gãy chân tín hiệu này rồi. Đó, thì mình bán cái thanh lý cái con này luôn ha, số 12 giá 200, số 12 giá 200 nha. Rồi, tiếp tục số 13 cái thanh lý một con này luôn nè, thùng Makita ha, 250. Đó, máy này cũng hư rồi ha, mua về nó hư, thấy con này có búa mua về nó hư thì cũng bán lỗ. Đó, con này 14V mà sao cái thùng nó bỏ trong đây là hai cái vỏ pin 12V nha anh em. Đó, thì con này đốt pin luôn, mình bóp cò nó sẽ bị nổ cò nha, nó cháy. Đó, nó cháy cò. Đó, với lại cái công tắc này nặng à, ốc nó có mở luôn ha. Đó, thì con này cái đầu khoan thì sẽ có búa. Đó, dặn thì còn ok ha, đây đầu khoan búa nè, bắn dít nè, bắn dít nè, bắn dít trượt nè, bắn dít không có trượt ha, nó có 16 cấp ha. Đó, đây 16 số ha, đầu nó thì còn nhẹ. Đó, đầu nó 10 ly ha, 13 ly à, đầu nó có ghi mét ra băng đàng hoàng nè. Đó, mét ra băng luôn ha, đây coi đầu nó mấy ly, đầu kẹp tối đa 10 ly nha nè. Đó, thanh lý cái thùng luôn nha, sạc này sạc còn sống, sạc này còn sống luôn, sạc điện 100V nè. Đó, sạc còn sống luôn ha, thanh lý cái thùng luôn, giá 250. Đó, thì anh em nào có cái máy này về mua cái này, có luôn cái thùng gì về để dư nó lấy phụ tùng ha, viên thùng mai người ta thanh lý. Con này đầu khoan có búa nha. Rồi, số 13 thanh lý giá 250 nha. Rồi, số 14. Rồi, ô tô Shiba thanh lý giá 400k luôn. 14. Mười lăm
số 14 hành lý này, đi xuống số 14 đi, số 15 ha, 14 300k nè, số 14 ha, này số 15 cho cái này nó chặt trộn tí nên hai cái này, một cái này ha, cái này cắm không lên nguồn số 14 thì cái này nó có luôn nha. Cái công tắc này để xài 100V với 110V với 220V nè anh em thay nhìn ha. Đó mà cắm nó không lên nguồn. Thì cái cục này nặng 4,6 kg. Hai cái cục này bán chắc cũng lỗ hơi bị nhiều. Thì ở đây nó có xài nó mít Tokyo da băng ha. Cầu chì nó 3A nè. Nó có ghi nè. Đó, DC ha, DC volt ha. Tối đa nó 13,8 là 14V ha. Công tắc on off gì nó đây nè, bị công. Cái này thì còn vặt được. Đó. Thì sẽ bán thanh lý chung hai cái này giá 300k ha. Đó. Con này không nặng 4,6 kg và dây cũng bị cắt đứt ha. Đó, 4,6 kg. Cái đây là cũng cần một cái sạc bình. Sạc bình chữ nè ha. Đó, mát tối đa cái đồng hồ nó ghi 12V nè, là đẩy lên sẵn 4V rồi nó còn tắt thì nữa ha. Thanh lý cho anh em về nghiên cứu rồi giá 300 ha. Cái này tiền ship cỡ đi rất nặng nha anh em, khoảng 100.000 ạ. Đó thì ở đây nó có hai luôn, hai cái dây kẹp bình ha, dây cắm nó còn. Con này thì về nó đâu mắc cái cầu chì thì mình không có thử luôn, nó bán về đại cho anh em luôn ha. DC 12V nè, 12A ha, công suất nó có ghi dưới đây, DC 12V 12A. Đó, dây kẹp bình của nó nè ha, dây nó dây pin như luôn, mình cũng không có đổi gì ha. Đó thì thanh lý hai cái này, công suất nó 50-60 hạt nè, 320W điện 100V luôn ha. Con này riêng điện nó 100V không. Đó thì bán hai thanh lý hai cái chung hai cái này, con này cũng 5-6 kg gì, hai cái này khoảng 10 kg nha nè. Đó rồi thanh lý luôn ha, số 14 ha, giá 300 cho hai cái này. Rồi số 15 Toshiba nè, số 16 là vỏ pin nè, vỏ pin. Đó 17 nè, 17. À, cái này pin zin còn sống. Số 18. Rồi số 19. 19 ha, 19 này có vỏ pin. Rồi số 20. Số 20 là sạc 81. Giá 550. 20 chưa sửa chữa nha. Đó. Rồi thì mình sẽ tới số 15 ha. 15 đây là có một máy Toshiba trong vỏ hộp chưa sạc, pin nó pin lithium mình chết hết rồi nè, về phải đóng pin nữa ha, bán vỏ pin với sạc. Đó, một cái vỏ pin với một cái sạc ha. Đó, sạc nó là sạc cắm điện 100V nha, mình cắm luôn cho anh em coi còn sống nha. Đó, cái này đút pin vô nó sẽ cháy. Đó, cháy đèn nha, nhưng mà đút pin vô nó hết sạc rồi nè. Đây ha, đút pin thử cho anh em coi. Đó, vô nó chớp đèn xanh, nó báo pin lỗi hay gì nè ha. Đó, vô hình trái đèn đỏ ha. Đó, rút ra, trên đây nó có 3-4 cái đèn nè, hình trái đèn đỏ này ha. Đó. Nè, rút ra ha. Đó. Đây, 10.8 ha. Toshiba. Đó, cái này con bắn vít nha nè. Đó. Vỏ pin thôi nha. Đó, 3 xe pin trong đây. Cái này cũng còn khá là đẹp à. Đây nó có điểm cao su cầm cho anh em cầm êm tay ha. Toshiba 18 nè, đời này như là made in China hay gì á. Có không? Không biết có ghi không nữa. Có made in China xuất Nhật ha. Đây thì vỏ pin ở đây, đút vô ha. Đầu nhẹ nhàng, đảo chiều ok ha. Thì con này mình sẽ gỡ ra mình test sau cho anh em ha. Kẹp pin 12V mình test ha. Giờ trên đây nó hơi lâu, dung lượng điện thoại cũng hơi thấp. Mình sẽ test video sau cho anh em gửi qua Zalo ha. Đó. Này cái con này, bộ này bán giá là 400 nha nè. Có vỏ sách luôn ha. Thanh lý luôn. Rồi cái này số 15 giá 400 ha, vỏ sách luôn ha. Đó, vỏ sách luôn. Rồi. Số 16 nè, là một cái vỏ pin ha. Vỏ pin ha, sẵn ở đây thì mình sẽ test luôn cục sạc 81 giật pin cho mấy pin cho anh em coi ha. Đó, số 16 là một cái vỏ pin 28V8 ha.
Thì ở đây nó là sale cái này, con này không biết tem gì ha, để mình coi tem là mình sẽ biết sale ha. Tem vàng hay là tem đỏ. Thì đây, đó, sạc mình sẵn lên nguồn luôn ha. Thì con này tem đỏ là sale lớn nha anh em. Đó, cục này bán vỏ pin nha, 220.000, còn sale còn mạch pin trong đây hết nha. Mình cắm vô cho anh em coi cái tình trạng thôi ha. Đây. Đó, nó vẫn chạy ha, chạy quạt ha. Đó, xong nó chớp đèn này, nó báo pin hư nè. Đó. Thì cái này vỏ pin nha, còn sale còn mạch rồi trong đây hết luôn. Rồi cái này số 16 vỏ pin nha. Giá bán là 220.000 cái vỏ này nha. Rồi số 17 là một cái cục pin ha. Đó, 28V8 3.1A ha. Con này đời cũng cao, 2014 ha. Đó. Thì cục này còn sống. Thì mình sẽ đo von cho anh em coi luôn ha. Trực tiếp trên đây cho nó dễ. Đó. Rồi 32V6, lát mình sẽ sạc thử luôn, test sạc luôn nha. Đó, 32V6 ha. Đó, cục này là cục này sale lớn nha anh em, tem đỏ là sale lớn nha. Cục này có thể sạc 80 được nha. Không cần cục sạc 81 này. Nhưng mà sẵn mình test sạc 81 cho anh em coi luôn. Số 17 giá bán 450 ha. Đó, mình test sạc ha. Đó, chạy quạt ha. Số 17. Đó, mình đọc tiếp trước số 17 ha. Đó, số 17 mình để đây mình test sạc luôn nha. Số 17 là cục pin này giá bán 450 nha. Rồi số 18, cục này là sale nhỏ nè. Đó, tem vàng sale nhỏ nè. Tem vàng là bắt buộc phải sạc 81 nha anh em. Đó, không có sạc được sạc 80 nha. Đát này 2016 còn khá là mới. Đó, pin nó gần đầy mình sẽ chớp nha. Khi nào nó đầy nó sẽ chớp đèn lẹ lên nha. Đó, mình sẽ đo trực tiếp von cho anh em coi ha. Rồi, ba nó 32V1 ha. 32V ha. Đó, thì mình lát mình sẽ sạc luôn. Con này sale cũng còn đẹp luôn. Nói chung mà mấy cục này sale còn đẹp hết nha. Đó. Rồi, để đây lát mình sẽ đo lại ha. Rồi, số 18 nha. Số 18 là giá bán là 550 nha. Pin này sale nhỏ nha nè, 16850 á. Còn con này số 19 nha, 600. Con này máy không than nha anh em. Đó, ba cấp chỉnh nè. Ba cấp chỉnh nhanh chậm ha. Đó. Bên đây thì nó còn cái miếng này với còn cái tem này mà không biết cái nhãn hiệu nó là máy mấy nữa. Đó, nó mắc mẹ nè. 12V nha, mét có chữ mét sao băng đàng hoàng. Con này không than nha, dít không than. Đó, cái đây nó mắc cái tem ở đây nè. Với cái miếng, một cái miếng bọc ở đây ha, không ảnh hưởng gì lò cánh quạt ha. Hôm qua mình cái chụp hình nữa rồi. Còn khá là mới, cái bên trong khá là mới ha. Đó, đầu thì còn cứng nhắc, nhẹ nhàng ha. Cái này thân máy vỏ pin nha, lát mình sẽ bỏ cái vỏ pin sau vô cho anh em coi ha. Đó. Đó, số 19 nha, giá 600, thân máy vỏ pin nha anh em nghe kỹ nha. Đó, mình vuông cục pin này mình test sạc tâm sát cho anh em coi nè. Lát mình sẽ bỏ vỏ pin sau cho anh em coi ha. Vỏ pin 12V, test sạc là đảo chiều nè. Đó, mình sẽ đảo chiều nè. Anh em chú ý nhìn cái kỹ cái đảo chiều với mình ha. Đó, đang chạy đây đảo chiều lên ha. Đó, cái này là từ nhanh lên chậm ha. Đó, thì mình sẽ xài số nào thì mình sẽ chỉnh số đó ha. Đây, nó cháy đỏ lên đây ha. Đó, ra đây. Ba số còn ok hết ha. À, đây. À, cái này là nút đèn. Bên đây là nút đèn ha, tắt đèn đó. Đây nè, số bên ngoài tay mình là số nhanh nhất nè. Đó, lên đèn ha. Cái này nó có tróc tróc cái miếng này lên đây một tí ha. Đó, chuyển sang số chậm nè. Đó, chế độ tự tải nè. Đó, từ chậm lên nhanh ha. À, tôi vừa nè. À, tôi nhanh nhất nè. Mình sẽ test búa luôn nè. Ép búa luôn cho anh em coi trực tiếp rõ ràng nó có tải vô nào rồi biết nó lỗi hay không nha. Đảo chiều lên. Cao su thì còn đầy đủ ha. Cao su đầu su nào còn đầy đủ, thiếu móc luôn ha. Đó. Ngoại hình nó không phải là cái này nó dính sơn tí nha nè. Đó, mình cào nó vẫn ra nè ha. Ai kỹ thì về cà ha. Con này nói chung xấu, ai có cần cuối cùng thì lấy, không mà đi cài công trình cũng được ha. Con này không than nha, thân máy vỏ pin nha, lát mình sẽ bỏ vỏ pin sau vô. Thân máy vỏ pin ha, con số 19. Rồi giá 600k ha. Số 19 giá 600k thân máy vỏ pin ha. Rồi mình sẽ mở cục pin này ra mình đo. Nãy nó 32V6 đúng không?
mình sẽ test tước pin tam vàng luôn ha. Nó sạc hết ha. Rồi nó lên 33V luôn ha. 33V ha. Rồi. Cái này hồi nãy là số 17 anh em giá bán 450 cục này ha. Rồi số tới số 20 nè, 20 là một cái cục sạc 81 luôn nha. Đây, cái này cái dây nó bị đứt ha. Dây bị đứt thì anh em tự nói nha, tem bọng được còn đẹp hết nè ha. Giá bán là 550 nha. Bao riêng bao chưa sửa chữa nha. Đó. Sửa chữa rồi thì mình sẽ bán giá khác, nó bán về về. Giá là 550 nha anh em. Rồi cái này số 20 ha. Thì mình để sẽ để sạc tí mình test luôn cục pin cho anh em coi ha. Đó. Thì cái số 20 là cái số cuối clip rồi nha anh em. Rồi mai mốt thì mình sẽ thanh lý, mình dọn ra mình thanh lý luôn, tiếp tục. Rồi, cái này cũng thanh lý luôn đi, số 21 nè. Ghi cho đây luôn ha. Số 21. Yes. 600k. 17 tháng 9. Hả? Cái cua thanh lý luôn ha. Không chạy nha anh em, bữa về lấy chạy mà công tắc nó bị gì á. Thanh lý. Con này nó ngon cái là nó ngon, nó pin gần đầy nó sẽ chớp đèn ha. Để riêng ra bên. Để mình test cái con này cho anh em coi. Điện 100V ha. Đặc biệt nó có cái lưỡi ha, lưỡi made in Japan mới chưa xài luôn ha. Lưỡi này lưỡi cắt đa năng nha anh em, chứ không phải là cắt gỗ không nha, cắt đa năng ha. Ồ, cái lưỡi này cũng mắc tiền rồi. Mới chưa xài luôn ha, một tắc 65 made in Japan đàng hoàng ha. Răng cổ còn đầy đủ hết, không có sức mẻ răng nào hết ha. Đó. Đây, chữ rồi là nghĩa đầy đủ ha. Đó. Đó. Tán cốt còn luôn, thanh lý ha, bàn dở lên nè. Cái con này ha, nó dây điện riêng. Con này đặc biệt nó có điều tốc mà nó có lúc chạy lúc không á, nghĩ nó hư công tắc. Để này cả tháng trời chưa có, hơn cả tháng luôn. Chưa có thời gian để mở ra nữa để mà làm. Thì con này nó có cái chốt đây ha. Đó, anh em rút chốt sẽ đẩy lên được ha. Bàn ở đây. Đó, dặn ra vô nhẹ nhàng ha. Có đồ xây cỡ luôn ha. Máy cắt mini. Có luôn bàn đế luôn nha anh em. Đó, lưỡi ha. Thì máy giờ quay nhẹ nhàng rồi. Đó. Không xài nữa thì chúng ta gài xuống ha. Đó, đút vô cái chốt này ha, xong. Con này có đặc biệt có điều tốc ha. Thanh lý kích con này mini nhỏ nè. Thước của nó với cái chân đế ha. 31. Chiều ngang của nó ha. Chiều ngang của nó là 15. 15,5 ha. Đó, thì anh em lấy chân đế này có chế gì chế nó cũng được ha. Đó, hay là giờ anh em mở ra, thời gian mở ra làm công tắc lại xài ha. Ok hết ha. Rồi cái này số 21 thanh lý giá 600 ha. Thanh lý giá 600. Số 21. Rồi cắm điện bóp thử cho anh em coi luôn ha. Đó là không chạy, điện 100V nha. Đây. Này, bóp công tắc rồi ha. Đặc biệt có điều tốc. À, bị công tắc bị hư gì than thì mình mở ra thấy còn. Còn ha, đó, thanh lý giá 600. Rồi thì mình sẽ rút cục pin này ra mình đo lại cho anh em coi ha. Đó, cục sạc nè, 81 nè, anh em nhìn nè, còn khá đẹp ha. Nó đo lại cục pin này cho anh em coi ha. Dặn lên 200V. Đây. Rồi nó 32V6 nha, nãy nó 32V đúng không? Đó. Rồi 32V6 luôn ha. Ok. Đó, thì cái này hồi nãy là số 18 nha, giá 550. Đó, đây thì cục sạc 81 ha. Mình có test thử sạc nãy giờ cho anh em coi là ok ha. Không có lỗi lầm gì hết ha. Sạc bình thường. Rồi số 20 nè, giá 550 cho cục sạc ha. Chưa sửa chữa ha. Đó. 125W nè, công suất 6.3A ha. Máy dòng sạc bình thường là ghi made in China không nha anh em. Đó. Rồi. Giá cục sạc là 550 nha. Rồi thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp thì vui lòng nhắn tin trực để chốt mã số hàng giúp mình ha. Rồi cuối clip là mình chúc anh chị các bạn có ngày thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch ha.